What do you learn today? Hôm nay con học bảo vệ trên ô tô. Học hành à? Hôm nay con học trẻ mắc kẹt trên ô tô, phải cầm lấy ô tô và mở cửa để chạy ra. Đó một ý nữa đó là look at me. Đó là lấy cái gì xác nhận để đập cửa kính ra. Còn mọi người thứ ba là lấy còi bấm tít tít ở trên ô tô để người ta biết. Look at me. That's all. Finish. Yeah, finish. Bye bye. Bye bye.